Hello mọi người, mình là Jenny Lang Thang và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một quán cà phê cực kỳ đặc biệt nha. Hồi đó đi ngang qua tình cờ thấy cái tấm bảng ngoài đường lớn thì mình muốn là lần nào ghé thăm và không ngờ bây giờ đã trở thành khách quen của quán luôn rồi nè. Lúc bước vào thì mình cũng khá là bất ngờ tại vì cái quán này trông giống như một ngôi nhà cổ vậy và rất nhiều cây xanh nha. Đặc biệt là còn có hai bạn chó dễ thương chào đón tụi tôi nữa. Còn bây giờ tụi mình đi thăm một vòng quán nha. Nói thiệt là cái chỗ này nhìn nó giống như một khu du lịch sinh thái hơn là quán cà phê luôn á mọi người. Bạn nào mà mê cây mê hoa giống như mình là đảm bảo vào đây không có đường về luôn ấy. Rã một vòng và đố các bạn xem là ở đây có bao nhiêu loại hoa nè. Một điều nữa mà mình rất thích ở đây đó chính là diện tích quán rất là rộng cho nên các bạn có thể ngồi bất kỳ đâu nhé. Đặc biệt á là không gian nào cũng có cây xanh cả nên mọi người yên tâm là có thể ngắm hoa ngắm cây thoải mái luôn. Mình thấy ở đây không chú trọng quá vào việc decor nhưng mà mỗi góc các bạn đều có thể ngồi và tìm lại sự yên bình trong chính bản thân mình. Cho nên cũng có thể vì thế mà nó có tên gọi là tiệm giải khát nhà nè. Vừa bước chân lên cầu thang lầu 2 là tôi phải dừng lại liền tại vì cái dàn hoa đậu biếc này nó quá xinh đi. Xinh mà không hái được thì thôi, mình dừng lại mình làm một tấm đã nha. Ở trên này chắc là ngồi buổi tối sẽ khá là chill và lãng mạn nè. Lâu lâu ngó xuống cái dàn hoa bên dưới cũng thích ghê. Mà vấn đề ở đây không phải đi quán cà phê nào cũng sẽ thấy được. Mít, qua tới mận, qua tới ổi, qua tới sake, qua tới xoài. Và ta-da, xoài chín cây và tụi tôi đã mua trực tiếp tại quán với giá 25.000 một trái nè. Menu ở đây thì cũng có khá là nhiều món nha, nhưng mà mình thì đương nhiên là vẫn trung thành với một ly cà phê sữa. Rồi xong cái mình chỉ cho bạn mình order cái ly cà phê 3 tầng nhìn cũng khá là xinh mà thực ra nó là bạc tiểu á. Được một hôm đẹp trời và Rin cũng mang máy theo cho nên tụi mình đã quyết định chụp một vụ cô đắc. Trong ba đứa mình thì Rin là người giỏi nhất về phim cho nên là mọi công đoạn này mình đều để cho Rin làm hết. Đã xong xuôi rồi nè và bây giờ lao vào chụp thôi. Mình không biết mấy bồ chụp phim thì như thế nào nhưng mà đối với tụi mình thì nghe cái tiếng tách một cái và kéo cò chính là cái cảm giác mà sung sướng nhất. Chưa kể là lúc chụp hình thì sẽ không được xem thành quả của mình liền mà phải đợi đến lúc chán phim xong rồi xuất file ra nữa. Nói chung là rất hồi hộp giống như là sinh một đứa con tinh thần vậy đó. Hôm bữa có nhiều bạn hỏi là cái dàn hoa giấy này ở đâu thì chính là cái quán này luôn nên là các bạn cũng có thể tới đây, bữa nay hoa vẫn còn nở khá là đẹp nè. À quên, mình còn phải dẫn các bạn đi tới cái chỗ này để check-in nữa. 1, 2, 3. Hoàn hôn buông xuống lúc 5 giờ chiều, anh bỗng thấy nhớ em nhiều. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, xin người thương xót cho tấm thân này, cô đơn đến nỗi ao gầy. Chỉ mong rằng người tôi yêu phết đây, người tôi thương nhớ chỉ mỗi em thôi. Hương tóc với đôi môi vì tôi làm mưa nên em mang nắng tới.